再接再厉，不分的进步，我们都要出去，全国的工人大路，每天每小时。Hello, quý vị thấy trên màn ảnh đó là cái cờ đỏ sao vàng của tỉnh Phúc Kiến vào năm 1933 mà trong cái bộ phim gọi là Trường Chinh của giặc Tàu đó. Thì quý vị biết rằng là khi xưa mà lúc mà Hồ Chí Minh cướp chính quyền á, thì vào năm 1945 thì đất nước mình sử dụng gọi là cái cờ đỏ sao vàng mập đây nè. Rồi đến 1955 cho đến hiện nay là cờ đỏ sao vàng ốm. Quý vị thấy đây là một cái sự mà nhục nhã vô cùng khi mà người Việt Nam không làm nổi được một lá cờ của chính mình mà phải lấy cái lá cờ nguồn gốc từ tỉnh Phúc Kiến của giặc Tàu. Nha. Rồi bởi vì đó, quý vị thấy TV256 phải chọn cái cờ đỏ sao, cờ vàng ba sọc đỏ nè. Thành ra cờ vàng ba sọc đỏ nó là cái cờ truyền thống, nó phát nguồn từ thời cái nền vàng là của thời Hai Bà Trưng, thấy không? Đầu voi phát ngọn cờ vàng, thấy không? Rồi cảm ơn quý vị đã lắng nghe nhé.